chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tin tức Mekong phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh HGTV. Hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2017, nhằm ngày 19 tháng 5 năm Đinh Dậu, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh, thịt heo giá rẻ kỷ lục chỉ 25.000 đồng một ký, thu hút hàng nghìn bà nội trợ. Bình Dương, kinh hoàng phát hiện em gái treo cổ chết trong phòng. Chuyện khó tin, xuất hiện đạo chích siêu sang chảnh mướn taxi đi trộm. Chỉ cần qua một lời kể, người họa sĩ có thể vẽ lên chân dung người đã khuất chính xác đến 100%, vô cùng kỳ lạ. Sự thật ấy ra sao? Tất cả sẽ được bật mí trong chuyên mục Mekong Cận Cảnh phát sóng vào cuối chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít ngày, phóng viên của tin tức Mekong đã gửi đến quý vị hình ảnh người dân Sài Gòn đổ xô đi mua thịt heo với giá chỉ 35.000 đồng một ký. Tuy nhiên, vào ngày hôm nay, một hệ thống siêu thị cũng tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định mua heo giải cứu giúp bà con chăn nuôi và bán ra thị trường chỉ với giá là 25.000 đồng một ký. Có thể nói đây là giá thịt heo bán lẻ rẻ nhất từ trước đến nay. Biết được thông tin này, hàng ngàn bà nội trợ đã không tiếc công sức đi xếp hàng từ sáng sớm để mua được thịt tiêu chuẩn Việt Ráp với giá rẻ như cho. Tại siêu thị Bình Hòa 290 nơi Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ sáng sớm, hàng trăm bà nội trợ đã vây kín siêu thị để mua thịt heo giá rẻ. Kính thưa quý khán giả, hiện tại thì phóng viên tin tức Mekong lại đang tiếp tục có mặt tại một điểm bán giải cứu thịt heo trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Và một điều khiến Trang Đài cực kỳ sốc đó là những ký thịt heo nơi đây được bán chỉ với giá 25.000 đồng một ký. Và hiện tại chỉ mới hơn 5 giờ sáng thôi, nhưng đã có rất đông người dân đổ xô đến đây để chăm nhau mua những phần thịt heo được bán với giá cực kỳ sốc này. Và sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được ngay tại hiện trường. Trang Đài phóng viên tin tức Mekong đưa tin từ thành phố Hồ Chí Minh. Thịt heo được cắt thành các mảng lớn nặng từ 10 đến 20 kg, được bán với giá từ 25.500 đồng đến 36.000 đồng một ký, không kể đó là đùi, vai, xương hay ba rọi. Các mảng thịt lớn được chia ra làm nhiều loại như loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3 và loại 4. Việc giảm giá bán cực sốc như thế này đã khiến nhiều người dân dù ở xa hàng chục cây số cũng tìm về đây để mua. Cô tới đây từ 5 giờ rưỡi, cô thấy cái sạch heo tới đây rất là rẻ, cô mua về để dùng trong gia đình thôi. Thấy hồi 6 giờ, cô thấy bán thịt heo mà cái giá rẻ quá, cô vô cô mua để chia sẻ cho những người mà nuôi thịt heo, nuôi heo á. Thấy heo tốt mà lại giá thì rẻ. Được biết, đây là chương trình hưởng ứng lời kêu gọi giải cứu thịt lợn của công ty Vissan kéo dài từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6. Chương trình ngoài việc hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với những người chăn nuôi còn nhằm tăng sức mua và trợ giá cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, người dân tại địa bàn phường 5 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đang vô cùng bức xúc khi phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra. Theo bà con, mặc dù phường đã bố trí xe chở rác mỗi ngày, thế nhưng rác lại bị dồn ứ tại các điểm thu gom. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh phóng viên chương trình ghi nhận được. Đây là địa điểm tại trường tiểu học Hùng Vương, khóm 4, phường 5, thành phố Cà Mau. Những chiếc xe thu gom rác được bố trí dọc tuyến, rác chất đầy bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến người dân tại khu vực. Được biết mặc dù có xe thu gom, nhưng trong 2-3 ngày gần đây, rác liên tục bị dồn ứ do thu gom không hết. Chiều người mình ta thấy đi ngang đây người ta mua đồ mà thấy hôi thối, người ta cũng không muốn người ta ghé ta mua đồ của mình. Anh đấy cũng 5-6 ngày nay rồi. Còn đây là một số hình ảnh khác chúng tôi ghi nhận vào sáng nay tại các tuyến đường 3 tháng 2, Ngô Gia Tự thuộc khóm 5, phường 5, thành phố Cà Mau. Không chỉ để rác ứ động tại những bãi tập kết rác, nếu thu gom hết rác thì vẫn còn mùi hôi thối ảnh hưởng đến người dân tại các cụm dân cư. Ngoài ra là tình trạng nước thải ứ động bốc mùi hôi khó chịu. Thùng rác chất dọc các tuyến đường gây mất mỹ quan đô thị. Người dân địa phương đang rất mong Ủy ban nhân phường 5 đưa ra những biện pháp tích cực hơn để xóa tình trạng rác thải ứ động, trả lại không khí trong lành cho bà con trong khu vực. Kính thưa quý vị, việc hà bá nuốt chửng nhà dân hay gây ra hiện tượng sụt lún ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phải nói là đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Thế nên người dân luôn phải thủ sẵn tâm lý chạy nghe kẻo lỡ vì biết đâu được chữ ngờ. Bà con miền Tây đối mặt với cơn thịnh nộ của hà bá là do địa hình có nhiều sông ngòi. Thế nhưng, giữa lòng Sài Gòn vốn là một khu đô thị với nhiều tòa nhà cao tầng, nhà cửa san sát nhau, sông rạch thì có hẳn bờ kè.
Vậy mà đùng một cái vào chiều qua, bỗng xuất hiện một hố sâu trên đường ngay tại khu trung tâm thành phố, khiến cho người dân không khỏi hoang mang. Hố sâu rộng hơn 1 mét vuông xuất hiện tại giao lộ Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa điểm thường xuyên có xe cộ qua lại, nhất là vào giờ cao điểm. Tại hiện trường, ngay dưới vị trí bị sụt lún còn có dòng nước chảy qua khá mạnh. Người dân sống gần đây cho biết trước đây còn có đơn vị đến trèo chắn thi công, khi trở lại mặt bằng thì xảy ra hiện tượng sụt lún như trên. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực, tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhanh chóng khắc phục sự cố. Thời gian gần đây, ở các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi, có rất nhiều trường hợp người dân bỏ ra số tiền lớn để ký kết hợp đồng với một số cá nhân đơn vị môi giới để đưa tàu cá ra nước ngoài khai thác hải sản. Tuy nhiên, họ phải hứng chịu thiệt hại nặng nề vì tất cả các hợp đồng ký kết đều không có giá trị pháp lý. Kết cục là nhiều trường hợp người dân rơi vào cảnh trắng tay, tiền mất tật mang khi bị lực lượng chức năng của các nước sở tại bắt giữ, tịch thu, thậm chí là tiêu hủy tàu. Trước đó, thông qua môi giới, ngư dân Võ Văn Hưng ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bỏ ra gần 300 triệu đồng ký hợp đồng để sang vùng biển Malaysia đánh bắt. Tuy nhiên, khi đưa tàu cá mang số hiệu QNG-9030TS của mình qua Malaysia đánh bắt thì bị cơ quan chức năng nước này bắt giữ vì đánh bắt trái phép. Mọi hợp đồng của ông Hưng đã ký trước đó đều không có giá trị. Ngoài ngư dân Võ Văn Hưng, nhiều hộ dân tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Hiện nay về mặt pháp lý thì giữa nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là với các nước ở trong khu vực cũng như trên thế giới là chưa có một cái hiệp định hợp tác gì cả. Hiện nay là Bộ Nông nghiệp rồi Ủy ban nhân dân tỉnh cũng có cái chủ trương là giao cho các cái sở ngành có liên quan để mà tiến hành xúc tiến với thì là tỉnh Palawan của Philippines để sớm có một cái hiệp định hợp tác gì cả để cho ngư dân Quảng Ngãi phối hợp. Bư thi là chỗ vùng biển, bư thi là ngư dân của Philippines để mà tiến hành khai thác hải sản. Chứ còn riêng tất cả các nước khác trong khu vực cũng như là trên thế giới thì hiện nay chúng ta là chưa có một cái hiệp định hợp tác nghề cá. Do đó mà tất cả các cái trường hợp mà ngư dân đưa phương tiện ra nước ngoài để khai thác hải sản là vi phạm pháp luật và trái với quy định của pháp luật Việt Nam cũng như là các cái điều ước quốc tế. Rất mong bà con ngư dân hết sức cảnh giác đối với các đối tượng lừa đảo, môi giới để tránh khỏi cảnh tiền mất, tật mang. Kính thưa quý vị và các bạn, một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày hôm qua, một nhóm thiếu niên rủ nhau đi tắm sông thì không may một em bị mất sức, chìm sâu trong làn nước và mất tích. Phải mất nhiều giờ tìm kiếm, đến tối ngày hôm qua, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của nạn nhân cách vị trí gặp nạn vài trăm mét. Sau đây là nội dung của vụ việc vô cùng đau lòng này. Nạn nhân là em Phạm Vũ Hoàng Sang, 15 tuổi, ngụ phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó em Sang cùng 6 người bạn ra con sông đoạn dưới chân cầu Ông Cầy, phường Phước Long B, quận 9 để tắm. Đây là khúc sông vắng, ít người qua lại. Đến đầu giờ chiều thì không may ba em bị đuối nước, chới với dưới nước. Lúc này một em trong nhóm đã bơi ra cứu được hai người bạn, riêng Sang không may bị nước nhấn chìm, mất tích. Ngay sau đó, các em chạy về báo cho gia đình biết. Nhận tin báo, công an quận 9 cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt lặn tìm. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, thi thể em Sang được tìm thấy và được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Qua vụ việc đau lòng này, một lần nữa rất mong quý vị phụ huynh thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em mình không nên tụ tập tắm sông, tắm suối, nhất là trong thời gian hè các em đang rảnh rỗi. Riêng các em học sinh cần tuyệt đối cảnh giác, không nghe lời bạn bè, rủ rê mà đi bơi ở những nơi không an toàn, bởi lẽ không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ có thể xảy ra. Dù ngày hôm qua chúng tôi có đưa tin về vụ việc một cô gái sang thăm người yêu tại dãy trọ thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thì táo quả phát hiện người yêu đã chết trước đó trong phòng. Trong khi cơ quan chức năng vẫn đang điều tra về cái chết bí ẩn này, thì vào khoảng 19 giờ tối cùng ngày, sau khi một cô gái đi làm tăng ca về ở phòng trọ tại khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, khi bước vào phòng thì rụng rời phát hiện em gái của mình đã treo cổ chết. Quá hoảng sợ, chị liền hô quán hàng xóm đến ứng cứu. Sau đây là chi tiết của vụ việc. Nạn nhân được xác định là Lê Thị Trang, 19 tuổi, quê Thanh Hóa. Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt để bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Vụ việc xảy ra khiến người dân hiếu kỳ đứng theo dõi kính hai bên đường. Những người sống trong dãy phòng trọ cho hay, hai chị em Trang thuê phòng trọ trên được gần 1 năm và cả hai đều làm công nhân. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Trong bản tin tối qua, chúng tôi đã thông tin đến quý vị vụ việc một thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi chơi chở bạn gái về chỗ trọ trên đường Ao Đôi thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân thì vừa rời khỏi nhà bạn gái đã bị một nhóm thanh niên dùng gạch đá đánh gục tại chỗ, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Trong diễn biến mới nhất, vào sáng nay ngày 13 tháng 6, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng gây án. Điều đáng nói, trong số này có 3 người là anh em ruột. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, đội hình sự công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét nhằm sớm truy bắt được hung thủ gây án. Sáng nay 13 tháng 6, cả 5 đối tượng có liên quan đến vụ án mạng đều đã bị cơ quan công an bắt giữ. Nguyên nhân vụ án bước đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Trong đó, 3 đối tượng chính tham gia vụ đánh nhau được xác định gồm Lê Văn Tùng sinh năm 1996, Lê Văn Tuấn sinh năm 1996 và Lê Minh Tuấn sinh năm 1997. Cả 3 là anh em cùng quê Quảng Ngãi, tạm trú ở Hóc Môn, bị điều tra về hành vi giết người. Bước đầu, các hung thủ khai nhận do bị nạn nhân tỏ thái độ thách thức trước nên nóng giận tức thời dẫn đến hành động dã man nói trên, chứ không có sự chuẩn bị trước đó. Vụ án mạng kinh hoàng này một lần nữa là lời cảnh tỉnh đến mọi người, đặc biệt là các thanh thiếu niên cần phải biết kiềm chế khi có xích mích xuất phát từ chuyện tình cảm. Không nên vì sự nóng giận tức thời mà sai một ly đi một dặm, để rồi sau đó có ân hận thì cũng đã quá muộn màng. Từng làm nhân viên tại một tiệm vàng, hiểu rõ cách thức giao dịch của tiệm, một đối tượng đã rủ rê đồng bọn giàn cảnh vờ giao dịch ngoại tệ. Sau khi điều được nhân viên tiệm vàng mang tiền đến chỗ vắng thì ra tay cướp toàn bộ số tiền. Điều đáng nói là sau khi cướp được tiền, bọn chúng ung dung rủ bạn gái đi du lịch. Vào sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Lê Văn Lợi, 24 tuổi và Đỗ Văn Sơn, 21 tuổi, cùng ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Lợi và Sơn dùng số SIM rác gọi đến tiệm vàng Hiển Quang, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nơi Lợi từng làm nhân viên, nói rằng muốn bán hơn 10.000 euro. Yêu cầu nhân viên tiệm vàng đến căn biệt thự trong khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai để giao dịch. Khi anh Nguyễn Văn Khanh, nhân viên tiệm vàng mang 260 triệu đồng đến điểm hẹn, Lợi và Sơn đi trên xe máy áp sát nạn nhân, rồi dùng dao đe dọa anh Khanh lấy toàn bộ số tiền. Cướp được tiền, chúng rủ bạn gái thuê taxi về bãi biển Sầm Sơn ở Thanh Hóa để ăn chơi, sau đó bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Tiếp tục chương trình là những thông tin nóng mà chúng tôi vừa nhận được. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 10 giờ sáng nay, trong lúc trú mưa trong một quán tạm ở đầu ngõ 30, đường Nguyễn Thị Thuận, phường thành phố Hải Phòng, 3 bà cháu trong một gia đình đã không may gặp nạn khi tường bao của một ngôi trường khiếm thính bị đổ sập. Và tường bao này đã nằm giáp với ngõ 30 Nguyễn Thị Thuận, phường Cát Bi, quận Hải An, và nó đã bất ngờ đổ sập và đè trúng 3 bà cháu. Người bà đã may mắn thoát nạn, tuy nhiên cháu nội của bà chỉ mới lên 7 tuổi thiệt mạng tại chỗ, người cháu họ 17 tuổi bị thương ở mặt. Về nguyên nhân của vụ tai nạn, nhiều người cho rằng bức tường quá yếu lại bị buộc bạt làm quán nên khi trời nổi cơn dông, gió giật căng chiếc bạt dẫn đến đổ tường. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua thì người dân nuôi cá bớp ở đảo Hòn Chuối thuộc khóm 1 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau rất hoang mang khi bỗng dưng cá nuôi của họ chết hàng loạt. Trong đó có hộ nuôi bị chết tới hơn 1.000 con cá bớp trị giá lên đến hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân cá chết được bà con cho là có sự xuất hiện của sinh vật kỳ lạ này đây. Theo lời người dân sống cố cụ ở đảo Hòn Chuối, thì loài sinh vật lạ này sống ở tầng đáy của biển, dài khoảng 20cm, to cỡ đầu đũa ăn. Không hiểu vì sao bỗng dưng chúng lại nổi dậy đặc lên mặt biển lúc sáng sớm, sau đó bám vào cá nuôi khiến cá chết hàng loạt. Đặc biệt, con vật này khi chạm vào người thì dùng da tiếp xúc sẽ bị bỏng. Hiện các ngành chức năng của tỉnh đang tìm nguyên nhân cá chết và sự xuất hiện của những vị khách không mời mà đến này đây. Quý vị và các bạn thân mến, vào chiều nay ngày 13 tháng 6, ông Nguyễn Thanh Khiết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, vào lúc 1 giờ sáng sớm nay, một căn nhà của người dân ở bên dòng sông Vàm Trạch Dừa đã bị đổ sập hoàn toàn. Trước đó, vào sáng ngày 29 tháng 5, 3 nhà dân tại khu dân cư Cầu Trạch Dơi thuộc ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc cũng bị sụt lún, đổ sập hoàn toàn vì hiện tượng sạt lở. Nhiều căn nhà khác trong khu vực cũng bị nứt toát, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Hiện tại, khu vực này đang có 53 hộ dân phải sinh sống trong tình trạng thấp thỏm, chưa biết nhà mình trôi sông lúc nào. Và đây là khu vực sạt lở nghiêm trọng nhất của tỉnh Long An. Hiện tượng sạt lở khiến nhà dân trôi theo dòng sông đã xảy ra từ năm 2011 đến nay. Trong khi dư
luận vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc nhân viên cũ giàn cảnh cưỡng hàng trăm triệu đồng của chủ xảy ra tại tiệm vàng Hiển Quang, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thì vào ngày hôm nay 13 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Sĩ Tuấn, sinh năm 1987, trú tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói là tên trộm này sử dụng chiêu mới khá là sang chảnh, đó là thuê hẳn taxi giá cao để đi trộm nhằm đánh lạc hướng của nhiều người. Mời quý vị theo dõi diễn biến vụ việc khó tin này. Từ tỉnh ngoài về Hà Nội, Tuấn thuê chủ trọ tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Trong những lần đi lang thang, Tuấn để ý thấy nhiều nhà dân có cửa sổ tầng 1 thấp và song sắt dễ bẻ nên thủ sẵn kìm cộng lực, mỏ lết, 4 lần đột nhập lấy trộm tài sản trên nhiều địa bàn thuộc huyện Thanh Trì, Gia Lâm. Quen ăn bén mùi, Tuấn sau đó tiếp tục đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Mai, ngụ phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, trộm tài sản gồm điện thoại iPhone 6S Plus và Samsung Note 4, một máy tính xách tay nhãn hiệu Samsung cùng khoảng 50 triệu đồng tiền mặt. Nhận được tin báo của nạn nhân, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra bắt giữ đối tượng Tuấn ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận hắn luôn sử dụng găng tay để không lưu lại dấu vết. Ngoài ra, mỗi khi đi trộm, hắn trả cho người lái taxi tiền xe và công chờ đợi 500.000 đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, nói đến chợ thì ở nhiều địa phương trên cả nước có những ngôi chợ rất độc lạ. Chẳng hạn như là miền Tây mình có chợ nổi Cái Răng, nhóm họp trên sông chuyên mua bán các loại trái cây đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chợ đêm ở ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bắt đầu họp từ 0 giờ đến 4 giờ sáng. Nơi đây chỉ chuyên mua bán trắng, ếch, chuột cóc. Hay là vùng cao phía Bắc có chợ tình Sa Pa, nổi tiếng gắn liền với tiếng khèn, tiếng sáo thổ lộ tâm tình của những đôi lứa yêu nhau. Nhưng giờ nay tại thành phố Hồ Chí Minh lại có thêm một ngôi chợ độc đáo nữa vừa ra đời. Điểm khác biệt của ngôi chợ này là người bán và người mua thực hiện các giao dịch ở dưới lòng đất. Và sau đây mời quý vị khán giả cùng ghé thăm ngôi chợ vô cùng hoành tráng này. Kính thưa quý khán giả, hiện tại thì Trang Đài đang có mặt tại lối vào của ngôi chợ dưới lòng đất đầu tiên tại Việt Nam. Và hiện tại cảm xúc của Trang Đài hiện đang rất phấn khích bởi vì độ hoành tráng và hiện đại của nó. Và chắc chắn rằng phía bên trong kia sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo chân Trang Đài để tìm hiểu xem bên trong kia là gì mà lại thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến thế. Chợ có tên gọi Sun's Market, tọa lạc ngay dưới mặt đất khu B, công viên 23 tháng 9. Ngôi chợ được cải tạo từ một tầng hầm cũ rộng 11.000 m². Bên trong chợ như một thành phố ngầm thu nhỏ với đầy đủ các tiện nghi và mặt hàng buôn bán như khu buôn bán quần áo với nhiều loại áo quần nam nữ khác nhau, khu ẩm thực rộng hàng ngàn mét vuông với đủ các loại món ăn Việt Nam và thế giới, khu bán quà lưu niệm và khu trưng bày tranh ảnh triển lãm của thiếu nhi. Đặc biệt, tất cả các mặt hàng ở đây được bán với giá bình dân như nhiều khu chợ trên mặt đất ở thành phố Hồ Chí Minh. Khu chợ ẩm thực và mua sắm này không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm giải trí của khách hàng trong nước mà còn đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực các món ngon châu Á của du khách quốc tế. Đây là lần đầu tiên mình tới nơi đây thì ở đây là khá là một nơi thú vị tại vì mình có thể mua sắm ở Taka Plaza ở đó, mình có thể food court Asia food town ở ngay đây. Cũng có nhiều hoạt động khá là thú vị như là triển lãm tranh tranh của các bé thiếu nhi. Thì đây là một địa điểm hoàn hảo để các bạn có thể tận hưởng ngày cuối tuần. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, mỗi ngày khu chợ dưới lòng đất này đón hàng ngàn người dân và du khách tới vui chơi, mua sắm. Đặc biệt, giới trẻ đến đây vui chơi, giải trí rất đông, tạo nên sự năng động trẻ trung cho Sài Gòn. Thưa quý vị, mặc dù báo đài liên tục đưa tin cảnh báo, lực lượng chức năng thì liên tục truy bắt, thế nhưng bọn trộm cắp vẫn luôn giở các chiêu trò mánh khóe ngày càng tinh vi và manh động hơn. Những hình ảnh từ camera an ninh ghi lại ngay sau đây vừa xảy ra tại Sài Gòn sẽ là lời cảnh tỉnh đến mọi người cần cẩn trọng khi di chuyển trên đường, đặc biệt là khi có mang theo tài sản giá trị lớn. Người đàn ông này đang di chuyển trên đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra đây? Cả một nhóm người thì nhau kẻ chặn đầu, kẻ chặn đuôi nạn nhân. Và rồi chỉ trong tích tắc họ quay đầu xe bỏ đi. Người đàn ông thì ngơ ngác dắt xe đi tiếp mới tá hỏa phát hiện mình đã bị giật mất chiếc túi sách. Trong đó có một số tiền anh đang mang lên công ty để nộp cho kế toán.
Thưa quý vị, khoảng 8 giờ sáng nay 13 tháng 6, một chiếc ô tô Fortuner 7 chỗ, biển số Hải Phòng, chở 4 người chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn qua huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, phương tiện này bị cảnh sát giao thông Hà Tĩnh yêu cầu dừng xe vì vi phạm lỗi chạy quá tốc độ. Không chấp hành hiệu lệnh dừng, tài xế Fortuner tăng ga lao vào nhóm cảnh sát rồi bỏ chạy suốt 30 cây số trước khi va chạm với xe công vụ. Sau khi tránh được cú tông của tài xế xe Fortuner, ba cảnh sát dùng xe công truy đuổi suốt quãng đường khoảng 30 km. Đến quốc lộ 8A xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, xe của cảnh sát định vượt lên. Thay vậy, tài xế xe ô tô Fortuner bẻ lái xoay ngang khiến xe cảnh sát tông thẳng vào hông chiếc xe Fortuner. Sau cú va chạm mạnh, xe của cảnh sát lật nghiêng giữa đường, còn ô tô Fortuner rơi xuống ruộng. Ba cảnh sát giao thông bị xây xước nhẹ, bốn người trên chiếc Fortuner không bị thương. Tại hiện trường, xe công vụ vỡ kính trước, đầu và hông méo mó. Ô tô Fortuner nằm dưới ruộng cũng hỏng nặng. Kỳ lạ, cậu bé Ấn Độ vừa sinh ra đã có đuôi. Ngôi làng siêu dễ thương dành cho chuột hamster. Tiếp tục chương trình là một cậu bé khác cũng đặc biệt không kém ở Bosnia. Không những có ngoại hình khác thường mà em còn khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ bởi ý chí chinh phục khó khăn. Đúng như vậy, bởi đó là cậu bé vừa đạt được huy chương vàng môn bơi lội tại Olympic, ngay cả khi em bị khiếm khuyết cả hai tay. Chỉ mới 6 tuổi và bẩm sinh đã không có cả hai tay và gặp phải không ít khó khăn trong hoạt động bình thường như những đứa trẻ khác. Thế nhưng Esman Funzik đến từ Bosnia vẫn theo đuổi môn bơi lội. Không những thế, em còn chinh phục đường bơi xanh và mới đây đã giành huy chương vàng tại môn bơi lội của Thế vận hội thể thao vừa diễn ra ở vùng Balkan. Chỉ với đôi chân của mình, cậu bé đã vượt qua 35 thí sinh khác để giành vị trí cao nhất của cuộc thi. Thật bất ngờ khi được biết, trước đó Esman là một cậu bé khá nhút nhát và rất sợ nước. Thành công hôm nay của em thật sự đã trở thành cảm hứng phấn đấu cho nhiều người xung quanh, nhất là những trẻ em đồng cảnh ngộ. Một công ty quảng cáo thực phẩm ở bang Georgia, nước Mỹ mới đây đã tạo nên một dự án thú vị khiến nhiều người cảm thấy thích thú. Đó là xây dựng một ngôi làng thu nhỏ dành riêng cho những chú chuột hamster. Theo đó, họ tạo nên một khu phố với đầy đủ nhà cửa, ban công, các quán xá, phòng ngủ, bàn ghế đầy tiện nghi, cho đến những chén đĩa nhỏ nhắn để những chú chuột hamster tha hồ hưởng thụ. Tất cả đều xinh xắn và đầy màu sắc vô cùng đáng yêu. Công ty này cho biết họ đã mất tổng cộng gần 2.000 giờ để tạo nên được ngôi làng dễ thương này. Kết thúc phần tin thế giới hôm nay, mời quý khán giả cùng theo dõi phần trình diễn lập kỷ lục thế giới ở hạng mục tân bóng được nhiều lần nhất trong vòng 1 phút. Chủ nhân của màn trình diễn này là một học sinh trung học Ryosato đến từ thành phố Mobara, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Với tài năng và sự khéo léo của mình, cậu học trò này đã giữ bóng, xoay vòng chân và tân bóng đến 93 lần trong vòng 1 phút, phá vỡ kỷ lục 85 lần trước đó của kỷ lục gia John Farnworth, thiết lập vào năm 2008. Kính thưa quý khán giả, có một người họa sĩ đã dùng nét cọ của mình như một cách riêng để ông trả ơn đời, đáp nghĩa những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhiều người gọi ông là kỳ nhân bởi ông có biệt tài dễ chân dung người đã khuất chỉ qua lời kể, lời miêu tả của thân nhân. Không chỉ là một họa sĩ có tâm, biệt tài dễ chân dung chỉ qua lời kể của ông có tỷ lệ giống rất cao, có trường hợp được đánh giá chính xác đến 100%. Người họa sĩ tài hoa này là ai? Xin mời quý vị cùng đồng hành phóng viên cùng chương trình để tìm hiểu nhé. Người chúng tôi nhắc đến là họa sĩ Võ Tấn Thành, sống tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nổi danh với biệt tài, vẽ chân dung chỉ qua lời kể. Đặc biệt là việc phục dựng lại hình ảnh của các liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng khi ra đi mà không kịp để lại di ảnh. Trong căn nhà nhỏ của mình, người họa sĩ già ngày lại ngày vẫn say mê và lặng lẽ với công việc đầy ý nghĩa. Tôi thấy trên đất nước Việt Nam mình là bây giờ cái sự mất mát của những anh hùng liệt sĩ cũng như các bà mẹ Việt Nam anh hùng thì còn rất nhiều. Thì tôi thấy bây giờ không làm gì khác hơn thì thôi mình phải nghiên cứu gắn bó với một cái lĩnh vực là phải làm sao mà phục dựng lại những cái chân dung của người thân của các gia đình
liệt sĩ đó. Với biệt tài khôi phục hình ảnh của những liệt sĩ từ lời kể hay tấm ảnh chụp hộp sọ, họa sĩ đã góp phần tri ân công lao to lớn của những người đã khuất. Tiếng lành đồn xa, có rất nhiều vị khách ở mọi nơi xa gần đến nhà nhờ ông phục dựng hình ảnh. Đến khi nhận được bức ảnh do ông vẽ, ai ai cũng ngỡ ngàng, xúc động vì đã tìm lại được hình ảnh người thân sau mấy mươi năm. Qua cái thời gian mà mẹ đã mất lâu á, thì gia đình không còn hình ảnh để mà thờ Phượng, thì cũng qua đó nhờ anh Thành với cái trí tuệ cũng như bàn tay khéo léo của anh mà khắc họa lại được những tấm ảnh đó để cho gia đình thờ Phượng nhớ lại mẹ của mình. Cũng nhờ đó mà thành phố Biên Hòa chúng tôi có hình ảnh để tri ân cho các mẹ. Bên cạnh đó, qua nét cọ của mình, họa sĩ Võ Tấn Thành đã tham gia cộng tác với cơ quan công an, khám phá được hàng chục vụ án. Những đóng góp to lớn của ông trong mấy chục năm qua đã được rất nhiều các cấp ngành trao tặng kỷ niệm chương, phần thưởng danh giá. Nhưng với họa sĩ Võ Tấn Thành thì niềm vui lớn nhất của ông là ánh mắt biết ơn, niềm vui của những người ở lại khi tìm lại được hình ảnh của người đã khuất để được thắp nén hương tưởng nhớ. Khi nhận được cái bức chân dung của mẹ tôi thì tôi thấy là anh Thành đã họa lên rất giống và tôi rất là xúc động, không biết nói cái gì hơn. Tôi có làm mấy câu thơ để tặng cho anh Thành như này: anh Thành đem mẹ về đây cho con gặp mẹ thỏa ngày nhớ mong, con ôm di ảnh trong lòng tưởng như tay mẹ đang vòng ôm con, vui mừng không biết nói gì hơn. Cảm ơn Đảng, cảm ơn anh Thành. Đến nay, họa sĩ Thành không nhớ mình đã vẽ bao nhiêu bức chân dung, mà chỉ nhớ mỗi bức họa đều mang một ý nghĩa nhất định cho đời. Và đó là cách một người được sống giữa hòa bình hôm nay như ông đang trả ơn đời, đáp nghĩa những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Với ông, hội họa là niềm đam mê, và niềm đam mê đó càng có ý nghĩa hơn khi phục vụ cuộc sống của nhân dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức Mekong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Mến chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.